Chào bạn, tên tôi là Bảo Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến Koreashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Vấn đề sức khỏe của các con luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các ông bố và mẹ. Và ngày hôm nay thì khí hậu, môi trường ngày càng thay đổi và biến động. Và mỗi khi thay đổi thời tiết thì các con nhỏ rất là dễ mắc phải những vấn đề như là đau rát họng, cảm cúm, sổ mũi, ho kéo dài, thậm chí là viêm phế quản mà phải nhập viện. Và mỗi khi nhập viện như vậy thì rất nhiều ông bố bà mẹ cũng phải nghỉ việc để vào chăm các con, và từ đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của gia đình, đúng không ạ? Cùng với đó là có rất nhiều những em nhỏ ăn ngậm lời ăn rồi biếng ăn, và nhiều ông bố bà mẹ cũng phải đánh đu với con của mình đến hàng giờ đồng hồ để cho các con ăn, thậm chí phải sử dụng những biện pháp như đòn roi rồi thì quát tháo thì mới cho các con ăn được. Và từ cái việc mình ăn như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các con, rất là dễ mắc phải những vấn đề như rối loạn về đường tiêu hóa, còi xương chậm phát triển, vân vân, và ảnh hưởng cũng rất là nhiều đến cái sự phát triển toàn diện của trẻ. Thì trong video ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ chia sẻ một thông tin hết sức là tuyệt vời cho các ông bố bà mẹ đang có những con nhỏ đang mắc phải những vấn đề như vậy, hay là rất nhiều những trẻ nhỏ đêm đến hay quấy khóc và ra mồ hôi trộm, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lên vấn đề là viêm phế quản. Vậy trong video ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ chia sẻ một thông tin hết sức là tuyệt vời với tất cả những bố bà mẹ đang có những con nhỏ mà đang mắc phải những vấn đề như vậy. Đó là một dòng sản phẩm hết sức là đặc biệt đến từ đất nước Hàn Quốc, nước Hồng Sâm dành cho trẻ em. Trên thị trường có rất nhiều những dòng sản phẩm khác nhau, mà tại sao Bảo Ngọc lại lựa chọn là dòng sản phẩm nước Hồng Sâm dành cho trẻ em đến từ đất nước Hàn Quốc để chia sẻ cho các ông bố bà mẹ đang có con mắc phải vấn đề như vậy? Bởi vì ở trong sản phẩm nước Hồng Sâm dành cho trẻ em có 6 cái tác dụng sau. Tác dụng đầu tiên đó là giúp thải độc trong cơ thể. Khi mà các con thường xuyên sử dụng sản phẩm nước Hồng Sâm dành cho trẻ em thì sẽ giúp cho gan và thận hoạt động tốt hơn, từ đó sẽ giúp đào thải những cái độc tố mà các con nạp vào trong cơ thể hàng ngày, cũng như là hít phải những cái nguồn không khí từ môi trường, hoặc là uống phải những nguồn nước mà nó không được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tác dụng thứ hai là giúp bổ sung những vitamin và khoáng chất, từ đó giúp cho trẻ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, đặc biệt là giúp hấp thu canxi tốt hơn, và từ đó giúp cho trẻ phát triển toàn diện về thể lực cũng như là trí lực. Tác dụng thứ ba là nâng cao hệ miễn dịch, rất tốt cho trẻ và giúp trẻ chống lại những tác nhân gây bệnh, giảm những triệu chứng thường hay mắc phải như là cúm, ho, sổ mũi, vân vân. Tác dụng thứ tư đó là giúp trẻ bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức lực, giảm thiểu tình trạng mệt mỏi cho trẻ sau những giờ học tập mệt mỏi hay là những cái hoạt động vui chơi quá đà của trẻ. Tác dụng thứ năm là giúp tăng cường trí nhớ, kích thích sự phát triển não bộ cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể lực và trí lực. Và tác dụng thứ sáu, tác dụng này rất nhiều ông bố và mẹ quan tâm, đó là giúp trẻ phát triển về chiều cao đáng kể, giúp xương chắc khỏe nhờ cung cấp những cái lượng canxi ở trong sản phẩm. Khi mà cung cấp canxi thì cũng giảm thiểu rất là nhiều cái hiện tượng đó là quấy khóc về đêm, không ra mua. Khi mà được cung cấp đầy đủ canxi thì sẽ giúp trẻ tăng cường phát triển đầy đủ về chiều cao, thể lực cũng như trí lực, và cũng sẽ tránh được cái hiện tượng đó là quấy khóc về đêm và ra mồ hôi trộm. Cùng với đó là tăng khả năng vận động của trẻ, giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp cũng như là trong quá trình vận động hoạt động hàng ngày. Vừa xong thì Bảo Ngọc đã chia sẻ 6 cái tác dụng hết sức tuyệt vời của sản phẩm nước Hồng Sâm dành cho trẻ em. Nếu các bố bà mẹ đang có con mình đang mắc phải những vấn đề như là hay cúm vặt, hay là còi xương chậm phát triển, hay là biếng ăn, thì sản phẩm nước Hồng Sâm dành cho trẻ em là một món quà vô cùng là tuyệt vời dành cho các con đấy ạ. Và có thể giúp cho các bố bà mẹ có thể mua được dòng sản phẩm này chính hãng, đảm bảo về chất lượng cũng như là đúng với giá trị thật của nó, thì các bạn đã có thể tham khảo tại trang koreashop24h.com. Chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín, Koreashop24h luôn làm việc với những đối tác hàng đầu của đất nước Hàn Quốc để mang những dòng sản phẩm chất lượng nhất đến với tay người tiêu dùng Việt Nam. Khi mà mua sản phẩm tại koreashop24h.com, với uy tín của bản thân cũng như là uy tín của trang Koreashop đã giúp cho rất nhiều người, những trẻ nhỏ đã hoàn toàn khỏe mạnh, thì chúng tôi cam kết trong suốt quá trình sử dụng, nếu quý vị và các bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100%. Đặc biệt là trong 7 ngày, nếu bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi sẽ có chính sách đổi trả hàng mà bạn không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào.
Ngoài ra nữa thì bạn có thể yêu cầu kiểm tra thật kỹ hàng hóa trước khi trả tiền. Cùng với đó thì chúng tôi có đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng với bạn trong suốt quá trình sử dụng để làm sao đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu bạn quan tâm chi tiết về sản phẩm cũng như mua hàng như thế nào thì bạn hãy kéo xuống phía dưới phần mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com hoặc bạn có thể gọi số hotline 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em cũng như những dòng sản phẩm khác mà bạn quan tâm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.